chở các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Winner trên 10 thay đổi nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ về quy lực. Khá hot hiện nay, Winner trên 10 là chiếc xe con tay được rất nhiều anh em chơi xe trong nước hưởng ứng và ưa chuộng. Phổ biến với những tín đồ chơi xe bên dưới đã có rất nhiều bản độ cực chất từ mẫu xe này. Điển hình như chiếc Winner độ dưới đây, của một dân chơi ở Hà Thành. Sự thay đổi nhẹ nhàng nhưng tạo sự mạnh mẽ và quy lực cho bản độ. Winner độ đầy phong cách của dân chơi Việt. Các nước giảm nhiệt được bảo vệ từ miếng ốp CNC đẹp mắt. Sẽ được trang bị tay thắng và tay con Resoboy, kiến kiểu Resoma. Bao kiểu Resoma mang thiết kế đầy sắc sảo và nổi bật. Bộ nhôm xanh đĩa được sắp xếp lại với cải thiện gia tốc tốt hơn. Thêm một số chi tiết ốp bảo vệ lốc máy, ốp che nhôm CNC đầy sắc sảo và nổi bật. Cải thiện âm thanh với cái bộ chụp rudder mạnh mẽ và quy lực hơn. Và sau đây là vài hình ảnh về chiếc Winner trên 10 độ cực đẹp. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại kế tiếp. Nhớ like, share và nhớ subscribe.